Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho nhà báo Trương Huy Sang. Ngày 7 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tình, nhà báo Huy Đức bị bắt giam, khởi tố. Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do. Theo đó, các tổ chức Bảo vệ ký giả, Ân xá quốc tế và Văn Bút Mỹ đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả tự do cho nhà báo nổi danh Trương Huy Sang, cũng như xóa bỏ mọi cáo buộc đối với ông cho việc đăng tải những bài viết về tình trạng bất ổn chính trị hiện tại của đất nước. VOA cho biết, những lời kêu gọi này được đưa ra ngay trước khi tờ tuổi trẻ cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt giam cựu nhà báo Trương Huy Sang vào ngày 7 tháng 6. VOA cũng cho biết, một ngày trước khi có thông báo của Bộ Công an, ông Son Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Bảo vệ Ký giả, nói trong một thông báo rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức tiết lộ nơi họ giam giữ nhà báo Trương Huy Sang, và trả tự do cho ông vô điều kiện. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA, trước khi bị bắt, nhà báo Huy Đức, bút danh của ông Trương Huy Sang, đã đăng tải những bài viết chỉ trích gay gắt và trực diện đối với hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm. VOA dẫn báo tuổi trẻ cho hay, kết quả điều tra ban đầu của công an xác định ông Huy Đức đã vi phạm pháp luật khi đăng các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của nhà nước và các tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra an ninh cũng cho biết rằng họ đã bắt giữ và khởi tố luật sư Trần Đình Triển của đoàn luật sư Hà Nội với cùng tội danh theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Nhà báo Huy Đức và luật sư Triển đã thành khẩn khai báo chấp hành các quy định tại nơi giam giữ. Theo VOA, Bộ Công an không cho biết họ bắt ông Huy Đức khi nào, nhưng nhà văn Trần Thanh Cảnh cho biết ông Huy Đức đã không đến tham dự buổi mạng đàm mà ông dự kiến đã diễn giả ngày 1 tháng 6. Theo ông Cảnh, những người bạn và người dân sống cùng tòa nhà của ông Huy Đức ở Long Biên, Hà Nội, chứng kiến lực lượng của nhà chức trách đến khám nhà và đưa nhà báo này đi cùng ngày hôm đó. Trang Facebook có hơn 350.000 người theo dõi của ông Huy Đức đã bị gỡ xuống kể từ khi ông bị bắt. Và đây là hình nhà báo Trương Huy Sang, tức Oshin Huy Đức. VOA nhắc lại bài viết được đăng trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, ông Huy Đức cho rằng sự phát triển của Việt Nam không thể dựa trên sự sợ hãi và lưu ý đến vai trò Bộ trưởng Công an lâu năm của ông Tô Lâm. VOA dẫn thông cáo của ông Ciric, giám đốc văn phòng châu Á của Ân xá Quốc tế cho rằng, các bài viết của nhà báo độc lập Huy Đức là nguồn thông tin vô giá giúp công chúng Việt Nam tiếp cận những thông tin bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam thả ngay nhà báo này và phục hồi lại trang Facebook của ông. VOA cũng dẫn quan ngại của tổ chức Văn bút Mỹ Pan America về thông tin ông Huy Đức bị bắt giữ ngày 1 tháng 6 trong một tuyên bố đưa ra ngày 5 tháng 6, không thể buộc tội Trương Huy Sang vì quyền tự do ngôn luận. Trang Pan America nói. VOA tiếp tục dẫn lời kêu gọi của ông Chris Bean thuộc tổ chức bảo vệ ký giả rằng Việt Nam phải ngừng đối xử với các nhà báo như tội phạm và trả tự do cho tất cả các thành viên báo chí bị giam giữ oan trái. VOA cho biết thêm. Việt Nam bị xem là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất thế giới với ít nhất 19 người viết báo đang bị giam sau song sắt tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023 theo cuộc điều tra nhà tù toàn cầu hàng năm của tổ chức bảo vệ ký giả. Việt Nam bị xếp thứ 174 trên 180 các quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2024 của tổ chức Phóng viên không biên giới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho nhà báo Trương Huy Sang. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm thâu tóm quyền lực và không gian công cộng bị thu hẹp. Ngày 6 tháng 6, Báo Tiếng Dân đăng bài không gian công cộng của Việt Nam đang bị thu hẹp do dịch giả song phan chuyển ngữ từ bài đăng trên Asian Sentinel của tác giả David Brown. Bài viết mở đầu với tấm tắt Bộ Công an ngày càng tăng quyền lực. Tác giả đề cập đến việc nhà báo Huy Đức đột nhiên biến mất. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Theo đó, giữa trưa ngày 1 tháng 6, ông Trương Huy Sang, tức nhà báo Huy Đức, 60 tuổi, rời khỏi nhà nhưng lại không đến buổi họp mặt cà phê thứ bảy như dự kiến nhiều người tin rằng ông đã bị cảnh sát mặc thường phục chặn bắt và bị biệt giam từ lúc đó. Tác giả cho rằng trong số những blogger nghiêm túc của Việt Nam, những người bình luận sâu sắc về các vấn đề quốc gia, không ai được nể phục hơn sang. Với 350.000 người theo dõi trên Facebook, nhưng những người ngưỡng mộ ông vẫn không nghĩ ra được lý do khiến ông bị giam giữ. Tác giả cho biết Huy Đức là một phóng viên xuất sắc và đã bị thu hồi thẻ nhà báo cách đây hơn chục năm. Ông cũng là tác giả sách Bên Thắng Cuộc, một cuốn sách được xuất bản tại Mỹ. Ghi lại những năm hậu chiến khi chế độ Hà Nội vật vã để đưa người dân miền Nam buồn thảm vào nhà nước độc đảng. Tác giả nhận xét, có lẽ ngẫu nhiên, dạo gần đây Bộ Công an lại rất nổi tiếng. Thứ trưởng Tô Lâm được chọn làm tân chủ tịch nước thay thế vị trí của một ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, được cho là do tướng Lâm dàn dựng. Và đây là hình tân chủ tịch nước Tô Lâm, người được xem là đang nắm giữ quyền lực tối cao trên thực tế. Trong khi đó, điều đặc biệt đáng lo ngại là có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Lâm đã sử dụng thời gian làm lãnh đạo ở Bộ Công an để biến nó thành một bộ máy trừng phạt đáng sợ đối với những người có hành vi sai trái. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Các quan chức càng ngày càng khó hơn để biết điều gì được phép làm và điều gì không. Điều chắc chắn duy nhất là Bộ Công an có hồ sơ đen về mình. Tác giả cũng cho hay, các nhà quan sát theo sát tình hình Việt Nam, đã ghi nhận xu hướng an ninh hóa rõ rệt trong 13 năm, Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn lại năm 2015 được coi là một bước ngoặt. Đó là năm mà Nguyễn Phú Trọng toàn thắng trước cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Từ đó, Trọng tự do thực hiện tầm nhìn của riêng mình về một nước Việt Nam nơi mà sự tiến bộ phụ thuộc vào việc thanh lọc những quan chức không tuân thủ chặt chẽ học thuyết Mark Lenin và đạo đức xã hội chủ nghĩa từ năm 2024, rõ ràng tầm nhìn của Trọng đã trao cho Bộ Công an đóng một vai trò rất lớn trong công việc nội bộ của đảng. Và đây là hình nhà báo Huy Đức bị Công an đưa đi. Tác giả dẫn nhận định của Đinh Thế Vinh, một nhà báo độc lập viết trên tạp chí luật khoa, lưu ý rằng trong nhiệm kỳ 8 năm làm Bộ trưởng của Tô Lâm, nhiều lớp nhân viên cấp trung của Bộ Công an đã bị loại bỏ, đồng thời số lượng nhân viên cấp cơ sở đã tăng gấp đôi 1 triệu rưỡi người. Tác giả cũng dẫn nhà báo Bill Hayton, cộng tác viên chương trình châu Á Thái Bình Dương của tổ chức tư vấn Chatham House ở London, nhận xét trong một bản tóm tắt ngày 9 tháng 5 rằng: Một đặc điểm nổi bật của tình trạng hỗn loạn gần đây trong nội bộ Đảng, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng, là những rạn nứt bên trong ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tác giả tiếp tục dẫn bài bình luận của ông Nguyễn Khắc Giang, công bố hồi tháng 5 năm 2023, nhấn mạnh rằng Bộ Công an thường được coi là cơ quan thực thi chiến dịch chống tham nhũng đã được trao quyền hành rất lớn. Cuộc cải tổ lực lượng cảnh sát năm 2018 nhằm củng cố nền tảng cảnh sát đã dẫn đến sự tập trung quyền lực cao hơn vào tay Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, ngân sách Bộ Công an đã tăng lên đều đặn. Tác giả đề cập đến bình luận của Huy Đức về những vấn đề này qua hai bài đăng trên tài khoản Facebook của ông ngay trước khi bị bắt, được nhiều người nêu ra như là lý do có thể khiến ông bị bắt quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm thâu tóm quyền lực và không gian công cộng bị thu hẹp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.